Thì em chia sẻ ở cái góc độ cá nhân nhìn nhận của em như thế này trước đây thì em có một cái nhìn khác mang cái yếu tố tích cực đó là gì dù gì đi chăng nữa thì hắn ta cũng là một người gốc Việt cho dù trước đây gia đình hắn là cũng là là tham gia vào thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng hòa sau đó sang Mỹ thì hắn cũng đã được học tập bài bản và cũng đã phát triển lên đến thiếu tướng của Hoa Kỳ thì cái này thì em cũng không có hãnh diện hay là vui mừng gì cả. thế nhưng em có góc độ nhìn nhận khác đánh giá về gì ạ về cái sự nỗ lực cố gắng của bản thân cái tay này ừ. đấy bởi vì là hắn có là thiếu tướng thì cũng là thiếu tướng của Hoa Kỳ và cái việc hắn đạt được thì cái danh dự hay là cái gì đó hay là cái uh, cái vinh quang nào đó thì cũng chỉ dành cho cá nhân hắn và gia đình hắn cũng như là của nước Mỹ chứ nó không liên quan gì đến Việt Nam thế nên là em cũng không có có hãnh diện như một số người khác hay là thế này thế nọ mà cho rằng là một người gốc Việt là trở thành tướng của Mỹ không em hoàn toàn lại không có quan điểm đó và ừ. em chỉ đánh giá góc độ khách quan và em đánh giá là gì là hắn có sự nỗ lực cố gắng khi mà hắn đã sang ở bên Hoa Kỳ một quốc gia có đó nó hợp Trung quốc Hoa Kỳ và có thể là nơi đúng không ạ nơi là là tiên tiến văn minh phát triển bậc nhất thì cũng là quy tụ về đó cũng rất nhiều các nhân tài của thế giới chứ không phải là là của một nước nào cả Thế nhưng hắn phát triển được như vậy thì cũng đó là một điều đáng mừng cho cá nhân và gia đình thôi. Chứ Đúng em rồi. không đánh giá quá cao, vậy không đánh giá quá cao. Thế nhưng mà sau khi có nghĩa là trước đây đó thì hắn nó hoàn toàn là im hơi lặng tiếng. Thế nhưng mà sau khi nghỉ hưu xong thì đến thời điểm hiện nay thì hắn lại có đưa ra một vài quan điểm như vậy. Thì ở đây hắn có nhắc tới cái 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 cái, cái tháng 3 gãy súng, có nghĩa là cái hồi ký của cựu thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa đó là Cao Xuân Huy. Thì mọi người có thể lên trên mạng internet có thể đọc được toàn bộ cái hồi ký này Toàn bộ cái hồi ký của Cao Xuân Huy này Thì trong đó là chú trọng nhất là cái 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 nội dung ở trang thứ năm Hoặc là cái hồi thứ năm đó Về cái cái chương thứ năm Thì đã nói lên cái không khí ngột ngạt khi mà cái 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 chuyến tàu rút lui như thế nào và bản thân đúng không ạ hắn ca ngợi nào là danh dự à, tổ quốc danh dự trách nhiệm đúng không ạ thì hắn ca ngợi cái đầu đó và đây là một uh, cựu thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa người ta viết lại các hồi ký mà trong đó ông ta cũng nói rất rõ là ông ta không thể viết hết được những gì mà ông ta có thể nhìn thấy hoặc có những cái ông ta không nhìn thấy thì ông ta không thể viết được thì mọi người có thể vào đọc và chú trọng vào cái cuối trang thứ tư và đầu trang thứ năm à, sang cái trang thứ sáu là cái cuối cùng thì mọi người có thể thấy được cái hoàn cảnh lúc đó nó hỗn loạn như thế nào nó nghiệt ngã như thế nào và cái danh dự trách nhiệm ở đâu khi mà uh, là những người đã gọi là đồng chí đồng đội với nhau hoặc là cùng chiến tuyến với nhau, thế nhưng để tranh giành sự sống, đúng không ạ? Uh, khi con tàu bị mắc kẹt, thì cái ông 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 gọi là trưởng tàu đó, gọi là cái ông lái tàu đó, ông có nói là cái cái cái, cái nhà ông thuyền trưởng đó, ông có nói là cái tàu này là dành riêng cho thủy quân lục chiến, thì lúc đó gì ạ? Thủy quân lục chiến đã đã mang súng ra ép tất cả những cái người lĩnh thuộc bộ binh hoặc binh chủng khác là một là chết, hai là phải nhảy xuống biển để tàu có thể ra khơi và quay trở vào trong Sài Gòn ngày đó và bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh ngày bây giờ để gì ạ? Để bảo toàn mạng sống. Và trong này ông ta miêu tả rất là đầy đủ, rất là chi tiết thì mọi người có thể tìm đọc, tìm đọc để có thể mà anh em chúng ta có thể nắm hơn về cái nội dung đó chỉ cần qua một cái chi tiết rất nhỏ này thôi thì chúng ta đánh giá cái danh dự ở đâu đúng không ạ? Cái trách nhiệm ở đâu? Tiếp nữa là chúng ta có thể nhìn nhận là gì? À, ông ta nói là ông ta không muốn tranh luận. Thực ra là sau khi em nghe clip đó đó, thì trước đây em có thể nói là ông ta học một cách nói bài bản như vậy, thì ít nhiều thì ông ta cũng phải là một người có trình độ đúng không ạ? Chứ không phải là tự dưng mà đạt được cái cái điều đó. Thế nhưng mà chính bản thân em em lại cảm nhận nếu như à, ông ta đưa ra những cái thông tin như vậy thì ở đây chúng là em bản thân em em không tranh luận với ông ta và em cũng chỉ đưa ra các cái dẫn chứng để cho mọi người có thêm cái dữ liệu thôi chứ bản thân em trẻ thật đúng không ạ em cũng chả có là một cái thành phần nào cả em chỉ là một công dân bình thường trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thôi nhưng em đánh giá ông ta cũng không đủ tư cách để tranh luận với em về nội dung này em dám khẳng định một điều đó không phải em coi thường ông ta thế nhưng cái cách ông ta nói cái cách ông ta truyền đạt nó không đúng sự thực Đấy. bây giờ anh em chúng ta có thể lên uh, Google à, cô chú anh chị có thể gõ cái cụm từ là tội ác Việt Nam Cộng Hòa ngay lập tức tất cả các hình ảnh nó hiện lên rất là nhiều đúng không ạ từ phụ nữ người già trẻ em đúng không ạ rồi là gì ạ thậm chí có những hình ảnh rất là man rợn đó là gì đó là những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chặt chặt cái đầu của những người gọi là có thể là nghi ngờ là gì ạ cộng sản hoặc yeah. là gì ạ theo We cộng see. sản và yeah và cầm cái đầu đó à, đưa lên như một thành tích của cá nhân như vậy cái đó là cái gì đó là trách nhiệm à hay là là, là cái gì đó là danh dự à đúng không à? ạ rồi những người mà cho rằng là gì các anh luôn kêu gọi tự do dân chủ nhân quyền đa nguyên chính trị đa đảng đối lập thế mà ngày đó những người dân người ta ủng hộ chế độ à, cộng sản thì xử bắn ngay tại gì ạ à? Đó, ông, ông ông tướng Loan đấy đúng không ạ cũng là của của Việt Nam Cộng hòa xử bắn ngay à. ở giữa đường đấy và rất nhiều các hình ảnh khác mọi người có thể chỉ cần gõ một cái cụm từ rất đơn giản như vậy thôi và em để cho khách quan thì em cũng gõ cái cụm từ đó là tội ác của Việt cộng thì lên thì chả thấy đâu toàn thấy hình ảnh của các anh tự ghép tự chế ra đúng không ạ thế không em em cũng không hiểu em đề cập ở góc độ là không biết là ông ta có tìm hiểu không và em cũng đặt ra một câu hỏi hơi vô lý đó là ở bên Mỹ ở ngay cái khu vực ông ta sống và thậm chí ngay cá nhân ông ta có sử dụng internet không? Đấy, nếu ông ta sử dụng thì ông ta lại không đề cập đến cái đó, đúng không ạ? Rồi ông ta nói là Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, đúng không ạ? Thế nhưng ông ta quên mất là gì? Kinh tế của miền Nam ngày đó mà trục tập trung chủ yếu ở Sài Gòn ngày xưa thì là ở đâu ra? Mỹ viện trợ bao nhiêu? Các quốc gia khác viện trợ bao nhiêu? Đúng không ạ? và cái chính quyền đó làm được cái gì làm kinh tế ra cái gì hay là các anh chỉ sử dụng các cái cái hành động này hành động nọ đúng không ạ? Là, 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 là dồn dân lập ấp vân vân và thành lập ấp chiến lược vân vân để là gì ạ để khoanh vùng để tiêu diệt để tìm đúng không ạ các cái, cái 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 khẩu hiệu hoặc là các cái, cái cái gọi là các cái chiến dịch người ta đưa ra đó ví dụ như tố cộng diệt cộng vân vân cả người ta đưa ra đây gì người ta đấu tố người ta cứ nghi ngờ ai đúng không ạ liên quan cộng sản thì người ta tìm cách người ta tiêu diệt và cái điều này thì chúng ta thấy rất rõ rồi thì không biết là trách nhiệm ở đâu và cái 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 phồn vinh giả tạo của sài gòn ngày đó đó là do mỹ và các nước đổ vào đúng không ạ đổ vào thì cái việc mà à, hòn ngọc viễn đông nó ở chỗ nào và cái hình ảnh ngày đó với hình ảnh bây giờ chúng ta nhìn vào đi một bên đúng không ạ là được các nước o bế à, đầu tư tiền của vân vân cả và đến thời điểm hiện nay thì chúng ta có thể so sánh hai cái hình ảnh nó rất là thực tế chứ chúng ta cũng không cần phải đi tranh cãi quá nhiều về nội dung này và cái điều này là chúng ta nên nhớ là chúng ta không có được các cái nước người ta o bế như như cái như cái chính quyền việt nam cộng hòa ngày đó và thực tế ra thì mãi đến năm 2007 đó thì chúng ta khi mà gia nhập với kto đó thì đến thời điểm hiện nay thì chúng ta tính ra thì cũng cũng gọi là chưa được chưa được 20 năm đúng không? À hơn 20 năm 2007 thì đến bây giờ thì chúng ta mới thực sự phát triển. thế đấy thì chúng ta có thể nhìn vào chúng ta thấy xem là là như thế nào đúng không ạ và cái giai đoạn người ta từ năm 1954 cho đến năm 1975 là bao nhiêu năm và người ta có những cái gì rồi người ta cho rằng là gì ạ à, à, không cần phải giải phóng thế cái, tôi không cần phải giải phóng thì không biết là khi cái tay Lương Xuân Việt này tham gia cái cái chiến dịch người Iraq tự do để làm cái gì không biết cái tay này tham gia cái chiến dịch đó để làm cái gì và tham gia cái chiến trường ở Afghanistan để làm cái gì? Khi ông ta nói mà ông ta không nghĩ bản thân ông ta là một trước đây đã từng tham gia quân đội Mỹ, đã từng đưa quân sang tham chiến để các nước thế thì các anh lấy cái chiến dịch người Iraq tự do để làm cái gì? Mục đích của anh lấy chiến dịch đó là gì? Thực ra thì Tây Lưu Xuân Việt này không có quyền quyết định chiến dịch này tên là gì. Thế nhưng hắn là một thành viên trong cái chiến dịch này. Thì hắn hiểu thế nào là chiến dịch người Iraq tự do? Người Iraq có cần người Mỹ mang đến tự do cho họ không? có bao giờ hắn đặt ra câu hỏi đó không? Thì người Việt Nam cũng vậy. Người Việt Nam chúng ta không cần phải ai mang đến tự do mà do bản thân những người Việt Nam chúng ta gì yeah, ạ? đứng dậy đấu tranh và giành lấy chứ không ai cho chúng ta cả. Còn nếu cho đó, đúng không ạ? Nếu cho thì chúng ta đã không có chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, không có hiệp định Sơn E, đúng không ạ? Và nếu người ta cho đó thì đất nước chúng ta cũng phải không phải chia đôi hai miền ở vị tuyến 17. Mà nếu người ta cho đó thì cũng không có các cái chiến dịch. Đúng không ạ? Huế Đà Nẵng hay là chiến dịch Tây Nguyên hay là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Và nếu người ta cho thì cũng không có 30 tháng 4 năm 1975. Và nếu người ta cho đó thì cũng không có hơn 18 cái quan tài của lính Mỹ ở tại Việt Nam năm ngàn Đúng không ạ? 58.000. À, 58, hơn 58.000 quan tài của lính Mỹ ở chiến trường Việt Nam mang về. Đúng không ạ? Và nếu người ta cho đó thì cũng không có các cái uh, quân tay Sai đúng không ạ ví dụ như là úc rồi hàn quốc các thứ sang việt nam đúng không ạ và nếu người ta cho đó thì người ta cũng không yêu cầu chúng ta phải gì ạ phải trả cái số nợ của việt nam cộng hòa để gì ạ để có thể chúng ta tham gia được các cái cái hội nghị này cái, cái hiệp định này hiệp định kia đúng không ạ hay là gia nhập với KTO, hay là gia nhập vấn đề này vấn đề nọ hay là bình thường hóa quan hệ đúng không và ở đây chúng ta kết lại là gì không ai cho không ai cái gì và người mỹ người ta không phải sang việt nam để du lịch và đưa về hơn 58 cái quan tài hơn 18 nghìn cái quan tài nhé và trong đó có cả tướng có cả tá có cả gì ạ lính thế thì người ta sang ở đất nước chúng ta để làm cái gì người ta sang để người ta giống như kiểu tay lương xuân việt này dắt quân sang để 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 giúp cho người iraq tự do à? thế bây giờ người iraq đã tự do chưa bao nhiêu năm như vậy bây giờ người iraq đã tự do chưa chúng ta nhìn vào chúng ta thấy thôi người afghanistan đã tự do chưa em chỉ hỏi hai cái cái cuộc chiến liên quan đến cái tay lưu xuân việt này thôi còn các cái cuộc chiến của quân đội mỹ thì em không đề cập đến đấy thế thì hắn ta nói như vậy khi hắn phát biểu như vậy thì em hỏi là người iraq đã tự do chưa người afghanistan đã tự do chưa đúng không ạ rồi có cái góc độ nữa đó là cái góc độ mà hắn ta bảo là hắn đi tìm cái tự do đúng không ạ đi tìm cái tự do thì bây giờ chính hắn cũng đã tìm được cái tự do rồi bản thân hắn cũng tìm được cái thế giới tự do do rồi và rất nhiều các cái thành phần khác cũng đã tìm được cái thế giới tự do rồi thế thì các anh đã có tự do của các anh rồi thì các anh nên bảo vệ cái tự do của các anh cho cái gì ạ cho chính cái đất nước các anh đang sống chứ không phải là các anh mang cái tự do đó đi để bán phát cho các nước khác đúng không ạ nếu như các mỹ mà ban phát được tự do cho các nước khác thì gì ạ thì đừng có bao giờ dở những cái trò đưa quân sang các nước người ta cũng đừng dở những cái trò là bao vây cấm vận người ta Cũng đừng dở những cái trò là khi bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc Mà không theo ý của mình thì gì ạ à, Xem xét để cấm vận Hoặc là gì ạ Xem xét là ví dụ nước này là à, vi phạm cái này là cái gì Thao túng tiền tệ Nước kia là à, vi phạm về này nọ thuế này thuế kia vân vân cả Đúng không ạ Để gây sức ép đối với các nước đó Rồi gì ạ Thế giới tự do Tự do trong khi cái người đó à, Đấu tranh cho tự do ở nước Mỹ thì bị đi tù Và đó là sai pháp luật Mỹ Thế nhưng mà tự do ở Việt Nam là gì? Chửi chính quyền Đúng không ạ? Nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Sau khi bị xử phạt tù thì các anh lại vinh danh cho những cái người tội phạm đó Đúng không? Chúng ta thấy nó, nó có cái điều gì đó rất nghịch lý ở trong cái 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 phát biểu của cái tay lương xuân việt này đó là cái góc độ mà 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 chia sẻ thứ nhất cái góc độ chia sẻ thứ hai đó em nhắc lại một chút về cái tay gọi là Andy huỳnh đúng không ạ cái tay Andy huỳnh thì ở đâu đó chúng ta thấy được là gì khi mà Ờ, người Mỹ, à, người Mỹ, người ta tình nguyện như người ta nói đó, tình nguyện tham chiến tại Ukraine. Thế thì khi bị bắt, đó, khi anh đã tình nguyện thì anh mới xác định là đã ra chiến trường đó, thì chỉ có một sống, hai là chết. Còn khi bị bắt là phải tập xác định thôi. Cái điều đó thì bất kỳ một cuộc chiến nào cũng vậy, chứ không riêng gì là gì, không riêng gì là đối với cuộc chiến nào cả. Thế thì cái cái thông tin đó chúng ta vẫn không khẳng định nó có phải là chính xác một trăm hay một trăm trăm hay không thế nhưng đến ngày hôm nay nữa đó, thì cũng có rất nhiều thông tin khác đưa ra, đúng không ạ? rất nhiều thông tin khác đưa ra, thì ở đó ở đâu đó chúng ta thấy được rằng là gì ạ? là khi mà tìm được thế giới tự do rồi, có được cuộc sống tự do rồi, thích đánh ai thì đánh, thích làm gì thì làm, thì khi tham chiến bị bắt á, thì lại mong muốn cái nước không có tự do đó đi cứu mình, cái điều này chúng ta thấy nó có vô lý không? đúng không ạ? mà trong khi anh không phải là gì ạ? không phải là người của Việt Nam mà anh là công dân Mỹ anh tham gia chiến đúng không ạ anh bị bắt hay anh bị xử lý như thế nào đó là việc đúng không ạ việc của cá nhân anh gia đình anh và của chính phủ các anh hoàn toàn không liên quan đến Việt Nam chứ ví dụ như lãnh đạo của Việt Nam hoặc là công người dân Việt Nam yêu cầu anh tham chiến nó lại khác đấy là anh tự nguyện mà thậm chí là các anh sang đó đó các anh sống hay chết hay là các anh gì ạ? như nào đó là việc của của cá nhân các anh và theo một cái thông tin em cũng mới tìm hiểu đó là gì đó là À, hắn sang hắn chiến đấu không phải vì cái gì cả mà hắn muốn kiếm thêm ít tiền để cưới vợ được chưa ạ? đó thì chúng ta có thể theo dõi cái thông tin trên không gian mạng cập nhật hàng ngày để chúng ta sẽ thấy được cái điều này đó thấy cái điều này và để cho uh, mọi người có thể để em kiểm tra lại thì em sẽ 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 đăng lên để mọi người có thể thấy được cái một cái một cái người được cho là người nhà à người được cho là người nhà của cái tay này thì có đăng lên là hắn sang đó là để kiếm thêm ít tiền để về cưới vợ thôi Ồ. chứ không không phải vì cái gì cả đó thì chúng ta có thể thấy được đúng không ạ thấy được cái cái câu từ mỹ miều là tự do nhưng phía sau đó là gì thì chúng chính ta, nghĩa. ta hoàn toàn chính vừa. nghĩa đúng không à, chính nghĩa tự do với lại đi chiến đấu vì chính nghĩa rồi là vì uh, hòa bình thế giới đúng không ạ Ôi giờ ừ. những cái câu từ khẩu hiệu các anh đưa ra thì nó rất là tuyệt vời nhưng mà ở đằng sau cái cái thông tin đó nó là cái gì thì mọi người có thể tìm hiểu và đối chiếu thôi và cái góc độ thứ ba em muốn chia sẻ ở đây nữa đó là cái góc độ về cái trường hợp ca sĩ khánh ly à, về nước biểu diễn thì thực ra mà nói thì em cũng muốn đi theo một cái mô típ nó, nó đầy đủ cụ thể thế nhưng mà như vậy thì nó hơi dài dòng thế nhưng ở đây chúng ta nhìn nhận lại đó là gì đó là cả trước đây đúng không ạ trước đây à, không riêng gì khánh ly À, Chế Linh, Trường Vũ hay là Đan Nguyên hay là rất rất nhiều người khác, kể cả là đến ca sĩ Bằng Kiều cũng thế. thế khi sang Mỹ đó, à, người ta ca ngợi rất là nhiều, ca ngợi rất là nhiều. Thậm chí là gì ạ? Thậm chí còn à, chống cộng sản một cách nó nó kịch liệt, đúng không ạ? Có những cái lời lẽ à, nói rất là à, chúng ta có thể hiểu là nói đã không đúng rồi. Có những cái người ta nói là không đúng nhưng mà có những cái người ta thổi phồng lên nữa cơ đó cái điều đó là gì để gì ạ cũng để kiếm cơm thôi chứ thực ra mà nói về góc độ chính trị hay không chính trị ở đây thì chúng ta hiểu người ta đâu có cái gì đâu và tuyên bố rất là hùng hồn nếu còn cộng sản thì chúng tôi không về rồi chúng tôi thể chết chúng tôi không ăn cơm cộng sản rồi vân vân và vân vân cả thế tại sao bây giờ lại quay về thì cái điều này chúng ta thấy rất rõ qua cái việc của đan nguyên thế thôi bây giờ ở bên mỹ đó thì hát cho ai nghe hát cho những người gốc việt ở đó nghe mà những người gốc việt ở đó là những ai là cơ bản là những cái thành phần mà đã sang Mỹ năm sau uh, sau 34 năm 1975 mà những thành phần đó là gì ạ? Lúc nào trong cái tư tưởng người ta cũng mang cái cái lòng thù hận đối với chế độ cộng sản, đối với nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế thì người ta phải có lời nói, phải có hành động, phải có những cái ca từ đúng không ạ? Phản đối chính quyền Việt Nam thì người ta mới đến nghe. Người ta mới đến nghe và người ta đến nghe thì gì ạ? Người ta mới mua vé, mua vé thì mới có tiền để mà mà sinh sống. Cái điều này chúng ta rất là dễ hiểu thôi. Đó, chứ còn ngoài ra thì theo nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì trong này đâu thế nhưng mà rồi thời gian gần đây thì chúng ta có thể thấy được cái gì à, một là do cái tình hình thế giới trong những năm vừa qua chúng ta thấy là sau cái đại dịch covid 19 và hiện nay nữa là cái tình hình mà xung đột giữa nga và ukraine nó làm cho cái gì ạ à? cái tỷ lệ mà thất nghiệp này rồi cái tỷ lệ mà gọi là mất việc đấy gọi là mất việc rồi kia có nghĩa là cái đồng lương đó nó không có đảm bảo nữa thì dẫn đến cái cuộc sống đặc biệt là cái lạm phát nữa à, giá hàng hóa gia tăng thì cái việc mà người ta đến để nghe đó thì nó cũng ít đi hai nữa là cái thế hệ trẻ bây giờ đó ở thế hệ ba bốn chẳng hạn thì người ta có khi người ta cũng không biết tiếng việt nữa cơ à, họ có biết thì biết bỏ bõm thôi thì người ta cũng trả có thưởng thức cái này đâu đó đúng không ạ trả thưởng thức đâu thì người ta phải tìm đến một cái nơi nào đó để đảm bảo cái nguồn sống và thu nhập đó là gì đó là trở về nước đó là trở về nước bởi vì sao bởi vì là người ta là người gốc việt người ta hát tiếng việt đúng không ạ thì người ta về nước thì đại đa số người việt ở trong nước là gì ạ thì người ta mới nghe bởi vì người việt thì vẫn phải ở việt nam thì người ta với đại đa số người ta mới nghe thì từ đó gì ạ à, chúng ta có thể thấy là trong cái lịch trình nó hát hết thành phố này rồi phòng trà nọ thành phố kia vân vân đúng không ạ à, đi một cái chương trình dài như thế thế thì gì ạ cũng là là gì ạ để kiếm sống thôi chứ ở, ở nước ngoài xin thưa ở mỹ thì lấy đâu ra mà có cái kiểu mà các anh đi các anh các chị đi hát cái kiểu đấy ai người ta nghe thời gian đâu đúng không ạ cái người mà người ta đi làm thì thời gian đâu người ta cứ làm hai ba công việc có những người người ta trả lời phỏng vấn rất rõ ràng để đảm bảo cho cuộc sống người ta làm hai ba công việc đâu tắt mà tối về không có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau thời gian đâu người ta đi người ta nghe mà những cái người ăn welfare hoặc homlet các thứ đấy ăn trợ cấp xã hội đó thì được mấy đồng người xem thì giỏi lắm đường tối thôi tức làm gì mà hai ba tối tiền đâu mà xem rồi còn ăn uống các kiểu nữa đúng không ạ thế là về Việt Nam chạy hết thành phố này thành phố nọ và đúc kết tổng kết lại thì em cảm nhận được đó là gì cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cả thôi uh, khi ở bên Mỹ đó người ta sang đó người ta ca ngợi này ca người nọ đúng không ạ thế nhưng mà tại sao người ta lại không phát triển sự nghiệp ca hát người ta ở bên Mỹ người ta không uh, hát bằng tiếng Anh chẳng hạn để người ta có thể gì ạ người ta có thể uh, được uh, tiếp cận với lại các cái nền âm nhạc tiên tiến của thế giới cạnh tranh với các ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng như Britney Spears hay là uh, Michael Jackson chẳng hạn đúng không ạ sang đó tại sao anh, anh anh có tài như vậy anh sang cái đất nước tự do như vậy cái đất nước văn minh như vậy tại sao các anh không phát triển sự nghiệp các anh theo con đường đó rồi không gắn tên mình ở đại lộ danh vọng đúng không ạ như các cái ca sĩ khác ở bên mỹ đấy thực ra là gì thực ra chúng ta thấy được người ta không đủ thực ra nếu mà nói không đủ tài làm được cái việc đó và cũng bây giờ cái thị trường nó không còn nữa thì bắt buộc người ta phải quay trở về người ta quay trở về và gì ạ người ta kiếm tiền ở trong nước thế nhưng cái nghiệt ngã ở đây đó đó là gì khi ở bên mỹ thì các anh đặt điều nói xấu đủ kiểu việt nam cả cũng để kiếm sống xong các anh về việt nam đó thì các anh lại khen đủ kiểu cả cũng chỉ gì ạ để kiếm sống rồi sau đó khi kiếm xong tiền rồi kiếm tiền ở việt nam rồi lại sang sang mỹ tiếp tục kìa à, lại nói xấu Việt Nam đúng không ạ thế thì chúng ta nhìn nhận cái góc độ này nó như thế nào và cái tiền đó cái tiền mà những người khán giả ở Việt Nam này này đóng góp vào cái, vào cái việc mua vé đó, để nuôi sống những cái ca nghệ sĩ này này đó là gì ạ vừa là để gì ạ? đảm bảo cuộc sống và con thì phải đóng thuế cho nhà nước Mỹ nữa à, xin thưa mọi người để ý cái chỗ này nhé người ta về người ta kiếm sống ở Việt Nam nhưng mà chủ yếu là gì ạ? đóng thuế cho nhà nước Mỹ thế thì tổng kết lại À, từ các cái sự kiện như cái tay Lưu xuân việt này rồi cái tay an đi huỳnh này rồi ca sĩ khánh ly và nhiều ca sĩ khác kể cả ca sĩ trường vũ cũng vậy đúng không ạ thế thì chúng ta thấy được một cái điều cái gì khi người ta cần thì người ta sẽ yeah, sẵn sàng nói xấu việt nam chửi rủa việt nam đúng không ạ căm thù việt nam trà đạp việt nam Việt Nam có vấn đề gì thì người ta cũng bới cũng móc cũng chửi cũng bơ cũng cũng, cũng bêu xấu đúng không ạ? Sản phẩm của Việt Nam thì người ta kêu gọi tẩy chay. đấy. Thế nhưng khi người ta cần thì người ta lại kêu gọi Việt Nam uh, ca ngợi Việt Nam đúng không ạ? Uh, thổi phồng Việt Nam vân vân cả. Và sau khi người ta đạt được mục đích rồi thì người ta lại quay lại vẫn là cái bài cũ đó là gì ạ? Lại nói xấu Việt Nam. Thế thì bản chất của những cái người này đó của cái nhóm Được. người này đại diện ba nhóm người đúng không ạ chúng ta có thể nói đại diện ba nhóm người này này thì người ta cũng chỉ là những cái thành phần cơ hội thôi những cái thành phần mà gọi là uh, nói thế nào gió cho nó chiều phù hợp nào? nhỉ gió người, chiều, uh, đáng, gió người, chiều, chiều nào đáng. đúng không ạ? xoay xoay theo chiều đó thôi để gì ạ để đảm bảo cái quyền lợi của cá nhân bản thân và gia đình thôi chứ người ta cũng chỉ vì chẳng vì ai cả cũng chẳng phải là vì cộng đồng nhiệm, người Việt ở dự, Mỹ quốc gì cả. Đúng à. không, cũng chẳng phải trách đúng không ạ cũng chả, 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 chả phải gì cả cũng chả phải là vì tổ quốc hay vì danh dự vì trách nhiệm gì cả à, người, nếu người ta vì tổ quốc á đúng không à, ạ thì tại sao người ta lại lại mong muốn được các nước Mỹ hoặc và các nước châu hầu sâu xé Việt Nam làm cái gì đúng không à, ạ nếu người ta vì tổ quốc á, thì tại sao mà các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn với bất kỳ quốc gia nào trừ Mỹ ra thì người ta cũng phản đối hết vậy đúng không ạ người ta vì tổ quốc thì thì tại sao người ta cứ có vấn đề gì người ta cũng cũng xuyên tạc một cách nó thổi phồng lên như thế đúng không ạ và người ta đâu có góp ý để phát triển đâu người ta không có nêu phương pháp người ta chỉ có phê phán thôi đó còn nếu mà danh dự đúng không ạ danh dự nếu mà mà danh dự một người quân nhân chẳng hạn thì người ta phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ví dụ thế chứ không phải là bắn chết đồng đội mình bắn chết những người cùng chuyến tuyến mình để giành lấy sự sống đúng không ạ danh dự không phải là gì ạ không phải là vứt quần, vứt áo, vứt trang bị, vũ khí để gì ạ? Để chạy, đúng không? Để bỏ chạy. Nếu mà vì danh dự đó, thì không phải là gì ạ? Đã tha phương cầu thực rồi mà về nói xấu quê hương mình. Cái đó lấy đâu là danh dự, lấy đâu là tự trọng, đúng không ạ? Còn về trách nhiệm, đúng không ạ? Nếu anh thực sự trách nhiệm, vì dân, vì nước, thì các anh cũng đừng có đưa quân vào, đúng không ạ? Để bóc lột, quân các nước khác vào để bóc lột nhân dân mình, dân tộc mình. À, đưa quân các cái nước khác vào để gì ạ à? Để bắn giết đồng bào mình Đấy Đó là trách nhiệm và trách nhiệm đó là gì Trách nhiệm với nhân dân mình Thế nhưng mà khi người dân á, Mà à, tạo ra mà Cái sản phẩm lao động bằng cái 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 sức lao động của bản thân những người dân đó Người ta bán Cho các doanh nghiệp và các doanh nghiệp người ta xuất khẩu ra các cái nước Thì lên tiếng tẩy chay phản đối Cái đó là trách nhiệm như vậy Đúng không ạ Trách nhiệm như vậy Rồi là những người khốc Việt tại Mỹ người ta homeless, người ta ăn welfare các thứ đó Người ta ốm đau bệnh tật thậm chí còn không có tiền để mà gì lấy cho lấy cốt đó Tại sao các anh không không đứng ra các anh giúp đỡ những cái người ngay ở cộng đồng của anh đi Cái đó là trách nhiệm gì Các anh cũng chả có danh sự gì, cũng chả có trách nhiệm gì và cũng có, chả có tổ quốc nào cả Nói thì nói cho nó sang mồm thế thôi Thế và chúng ta tổng kết lại một lần nữa Nó là ba cái nhóm thành phần này Thì từ trước đến giờ, em nói thật, từ trước đến giờ là em không đánh giá quá cao À, dù trong bất kỳ một cái 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 nhóm nào cả đấy ở đây là chúng ta chỉ nói những cái nhóm người mà người ta có những cái quan điểm đối lập không phải có quan điểm đối lập mà cái quan điểm gọi là chống phá nhà nước thôi người ta có quan điểm chống phá nhà nước thì em đưa ra ba cái nhóm như vậy và em khẳng định là người ta cũng cũng chả vì cái gì cả ngoài bản thân cá nhân và gia đình đó là theo cái góc nhìn của em là như